kỳ và trẻ chậm phát triển trí tuệ thì khi trưởng thành thì khác nhau như thế nào và cách can thiệp khi trẻ chậm phát triển trí tuệ? Nếu cháu chậm trí tuệ thì là mình dạy nó rất là chậm hiểu, rất là chậm làm theo đấy, nếu chậm chậm trí tuệ. Nhưng mà trẻ tự kỷ, nếu vấn đề mà nó thích thì nó làm rất là nhanh. Ví dụ trẻ chậm trí tuệ không thể nào mà bấm điện thoại, không thể chơi game được. Nhưng mà trẻ tự kỷ chơi điện thoại, chơi game rất là nhanh đấy. Chúng ta nhìn thấy cháu bấm các thao tác trên điện thoại thì tính rất là thành thạo thì là cháu thích, cháu ham mê cái đấy. Thế còn các thứ khác cháu ở đây cháu không muốn chơi. Thế còn để mà can thiệp cho trẻ chậm trí tuệ thì mình cũng chỉ có cách là dạy thôi, dạy cụ thể này, cầm tay chỉ việc này, thế rồi thì là chia các cái việc ra khó thành những cái bước nhỏ để cháu nó làm theo, thế rồi thì là có thể dùng thêm một số các cái thuốc bổ não, ví dụ như là các cái omega 3 này, rồi bovorin này, rồi thì rau xanh và những thuốc mà nó có DHA, có citicolin. Bên cạnh đó thì mình cũng thể dùng thêm một cái sản phẩm mới hiện nay đang lưu hành là sản phẩm dưỡng lão khang. Với cháu 22 tháng mình có thể dùng buổi sáng một gói, chia buổi sáng một gói, nhưng ăn đem một gói chia làm hai lần cho cháu uống. Đấy, thì cũng giúp phần nào cho cháu cải thiện về mặt trí tuệ, về mặt nhận biết thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn bác sĩ.